Ở trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ 94, 95, 96 Phạm Văn Đồng họ sẽ ra quân cho bộ trang phục xanh vàng. Ở cao thủ áo xanh lá, bóng đang trong chân của Khải Biếu. Khải Biếu đưa bóng vào, nguy hiểm. Sẽ có quả đá phạt góc. Và xử lý bóng của Lê Xê Rơ, nguy hiểm. Bóng đã đi chạch khung thành của thủ thành Lê Quang Hiệu. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ áo xanh lá ở trong pha bóng vừa rồi. Cơ hội dành cho cầu thủ K04, 05, 11. Đưa bóng vào, Văn Phát kịp không. Đã có lỗi rồi. Văn Phát đã phạm lỗi đối với thủ thành Gia Bò. Vẫn chưa có độ chính xác. Câu trả lời của cao thủ bên phía đội bóng áo xanh lá rất nguy hiểm, tuy nhiên vẫn chưa thể có một tình huống dứt điểm. Vẫn còn đường mở bóng rất nhanh, bóng hướng tới vị trí của Hansipo. Hansipo phía trong đang là số 15, nguy hiểm, không vào. Đã có tình huống hiệp vị của Hansipo, tuy nhiên vừa rồi là một tình huống sóng gió hướng về khung thành của thủ thành Gia Bảo. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này, một tình huống mà thủ thành Gia Bảo cũng đã chơi rất tập trung. Đưa bóng vào, nguy hiểm. Đưa bóng vào, nguy hiểm. Không có gì khó khăn đối với khung thành của Gia Bảo. Sóng gió đã trôi qua. Họ đang để cho K0105 1 đứng 1 có một tình huống phản công nguy hiểm. Quá người rồi, cơ hội, Văn Phát. Văn Phát đang ngã và không có tiếng gọi cất lên. Tuy nhiên lúc này thì những cơ hội được tạo ra vẫn chưa thể tận dụng thành công. Nguy hiểm, Văn Phát, cơ hội, một cộng, một cộng dành cho cao thủ của áo xanh trước, và đó là Văn Phát. Sau rất nhiều nỗ lực ép sân thì các cầu thủ của K04-05-11 đã có được bàn thắng mở tỷ số. Trước đó thì những tình huống tăng tốc của Văn Phát đã bị chặn lại, và bây giờ hệ thống phòng ngự của rất bình tĩnh, đường chuyền rất tốt, tốc độ của Văn Phát vẫn đang là Văn Phát. Văn Phát vẫn luôn là cầu thủ có tốc độ rất tốt. Cơ hội, dứt điểm, cơ bóng. Rất đáng tiếc cho cao thủ bên phía K0501 ở trong pha bóng vừa rồi. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống xử lý bóng của Văn Phát. Đáng tiếc là ở cú sút điểm cuối cùng anh lại đưa bóng đi vượt xa. Rất bình tĩnh, bóng đến chân của Dương Hà Dạ, không được. Trọng tài xác định không hề có lỗi. Có khoảng trống, nguy hiểm vào. Một tình huống bóng chạm vào một cầu thủ áo xanh và đi đổi hướng, khiến thủ thành Lê Quang Hiệu có phần bất ngờ. Và bóng đá vào lưới. Và đúng lúc này thì tiếng còi khép lại màn đấu sức giữa cao thủ LC 94, 95, 96 Phạm Văn Đồng và LC K04, 05, 11 cũng đã vang lên. Hai đội hòa nhau với tỷ số không đều. Văn Phát là người đã mở tỷ số cho các cầu thủ K04, 05, 11 trước khi số 14 Dương Hà Dạ san bằng cách biệt.